Một cháu bé 12 tuổi từ Bình Thuận đã vừa được đưa đến bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân và sốc bỏng. Thông tin từ người nhà cho biết là vào ngày 24 tháng 8 vừa qua thì cháu bé tên Nguyễn Thị Kim Linh tại Bắc Bình, Bình Thuận đã bị chính mẹ ruột của mình tưới xăng để đốt vì cháu đã không bán hết tấm vé số. Cháu bé Nguyễn Thị Kim Liên hiện đang bỏng rất nặng với 38% diện tích cơ thể, tập trung ở ngực, lưng và tay chân. Dù đã vượt qua giai đoạn sốc bỏng nhưng nguy cơ nhiễm trùng vẫn cao khiến cho các bác sĩ lo lắng. Nếu tái sốc và nhiễm trùng thì cháu bé có thể bị tử vong. Hiện tại thì cháu bé có thể nói chuyện nhưng vẫn rất mệt mỏi. Nếu tiến triển tốt thì vẫn sẽ phải điều trị ít nhất là 2 tháng nữa. Theo người cô ruột của cháu thì cách đây 2 ngày cháu bé không bán hết vé số nên bị mẹ đánh và sau đó lấy 1 lít xăng để tưới lên và đốt. Cháu bé hoảng sợ bỏ chạy kêu cứu và ôm lấy mẹ, nên người mẹ cũng bị bỏng nhẹ ở vai, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận.